Chào các bạn đã đến với kênh Điện Máy Khoa Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một dòng máy lọc không khí của Coway. Đó là Coway AP1008CH, lọc không khí trong phạm vi là 33m phòng nhà mình. Với độ ồn thì được hãng Coway hạn chế tối đa, đó là độ ồn từ 22 đến 44 dB. Nên là về vấn đề độ ồn thì mọi người không phải lo nghĩ về cái dòng lọc không khí Coway này. Hệ thống cảm biến thông minh, cảm biến bụi và độ sáng, có nghĩa là khi mà cái đèn sáng này ấy, nó sẽ cảm biến theo cái mức độ bụi của cái phòng nhà mình. Ví dụ như càng màu tím thì là không khí càng độc hại, và cái màu xanh này là biểu trưng cho là không khí trong lành rồi, đã sạch. Có chế độ tiết kiệm điện ban đêm và giảm tiếng ồn khi ngủ. Và mình có thể khi mà để trong phòng ngủ ấy thì mình có thể tắt cái đèn này đi được. Máy lọc không khí Coway AP1008CH thì được trang bị 3 màng lọc, đó là màng lọc thô, màng lọc mịn và màng lọc HEPA. Màng lọc đây là màng lọc thô của AP1008 nhé. Loại bỏ bụi bẩn này, các loại kích thước lớn là nó sẽ mắc ở đây. Đây là màng lọc bụi mịn, tất cả bụi mịn sẽ được giữ lại ở đây. Mọi người khi về dùng thì tháo bỏ cái ni lông này đi nhé. Có nhiều người mua về xong rồi cắm máy lọc không khí 1 năm rồi mới mở ra cái này, hóa ra cái màng lọc của mình còn chưa bỏ ni lông thì là nó không có tác dụng gì. Và thứ ba, đây là cái màng lọc HEPA của Coway nhé. Cái này là độc quyền của Coway nên là họ sẽ không bán ở trên thị trường vì là sợ bị làm giả. Mọi người có nhu cầu thay ấy thì là liên hệ với cửa hàng đại lý hoặc là liên hệ trực tiếp với hãng, họ sẽ cho người về tận nhà mình thay lắp luôn. Với màng lọc HEPA này thì loại bỏ được 99,99% virus ở trong môi trường của nhà mình, làm tốt cho hệ thần kinh, làm tốt cho sức khỏe của mình nhé. Đây, khi tất cả không khí đi qua cái này thì sẽ có một cái quạt thổi lên trên. Thì bắt đầu đèn nó lại bắt đầu chạy nhé. Và đây là các chế độ của máy nhé. Đây là tốc độ này, 1, 2, 3 và turbo slim này. Đây là mode này, đây là auto này, bấm auto tự động hết nhé, cực kỳ đẹp. Đó là nhìn nó như là một đồ trang trí ở trong phòng nhà mình ấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của Điện Máy Khoa Channel. Mọi người đừng quên nhớ số hotline của Điện Máy Khoa, đó là 0972 84 6789 hoặc là 058 553 888 nhé.